người chồng và sẽ là bố của con em. 10 năm qua, tuy là không quá ngắn, cũng không quá dài, nhưng đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất của cuộc đời em. Em thường hay nói với anh rằng mỗi lần em nghĩ về lần đầu chúng mình gặp nhau thì cảm xúc của em đến tận bây giờ vẫn nguyên vẹn. Để miêu tả về tình yêu cô dâu chú rể hả? Là mình sẽ dùng từ tràn đầy năng lượng tích cực, chung thủy, lâu dài, đẹp, cực kỳ đẹp, tuyệt vời đẹp. Anh rất là vui vì đã làm được cho em là hạnh phúc nhất. Thì anh cũng xin hứa là sẽ chăm sóc em thật tốt, trở thành người chồng thực sự tốt với em. Trong suốt những thời gian bên nhau, dù xa có, gần có, những lúc tưởng chừng như chúng mình đã mất nhau, nhưng chưa lần nào mình chia tay. Vì em nghĩ, em luôn nghĩ đến lý do vì sao chúng ta bắt đầu. Có lẽ vì thế mà em với anh đến được với nhau đến tận bây giờ. Có ngờ được rằng cậu học sinh cùng với em năm 17 tuổi lại chính là chàng trai đứng trước mặt em ngay lúc này và sẽ đi cùng em đến cuối con đường. Sau tất cả, em rất là cảm ơn anh vì anh đã xuất hiện trong cuộc đời em, đã trưởng thành cùng em, đã 3 phần bất lực và 7 phần nuông chiều em, luôn kiên nhẫn nghe em luyên thuyên cả ngày, chịu đựng em làm mấy cái trò khủng điên. Và hơn hết là cảm ơn anh, cho dù bất kỳ chuyện gì xảy ra thì anh vẫn luôn bên cạnh em. Tụi mình sẽ già đi cùng nhau anh nhé. Cô dâu chú rể
viên mãn. Sớm có em bé nha. Anh yêu em. Em yêu anh rất là nhiều.